Hàng Con tốt. có thịt không? Có thịt nó không? Con nuôi lớn để thịt nó nhá. Nhá, thịt nó nhá. Ai da, kiểu nhỉ. Chỉ thích cái này thôi. Em đang trêu bảo là làm một đôi về dưới đây cho nó nuôi. Đấy, con lấy một bát cho. Ôi, nó mẹ ỉa ra thì để cho nó ở ngoài ban công thì chắc nó chết lạnh mất. Không, 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 tủ quần áo lên á. Cho vào tủ quần áo nuôi á. Không, có cái lồng này này xong rồi lúc nào sáng thì mở ra, tối phủ nó lại. Sợ nó ẩm, nó lạnh bụng nó nhỉ. Thỏ này dễ chết lắm. Chết lại thì cháo. Không cháo ăn thịt thỏ thì nó khô á. Nó toàn là nộm. Chứ kiểu nộm kiểu tái tái nhỉ. Khô quá, mình không thích ăn thịt thỏ. Chao hoặc ướp ấy xong rồi cho qua giỏ. Chảo nóng bây giờ rồi ra luôn. Ăn tái không? Tành lắm. Ui giời, nó cố nhét bằng được thì thôi. Cắn vào tay này. Hôm trước một sụt. Hôm trước nó chả ngọt bàn tay cho một tí kêu u mình. Đấy, nó không ăn hết xong bắt đầu nó. Nhưng mà nước này hay lắm. Độc đấy. Nước tay mà được ngon.